những cái kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ pháp mà mình cần. Tên unit này và bên dưới mình sẽ dịch thành tiếng Việt này. Mình bị mất cân bản á. Ngày xưa thì em có một quãng thời gian em mê tiếng Anh từ hồi 5 tuổi chị ạ. Bây giờ em tập trung vào thì để em của 2 năm sau sẽ không phải nói lại là em hối hận. Hello, xin chào các bạn, lại là mình May đây. Trong video ngày hôm nay thì mình quyết định là cuối cùng thì sau rất là nhiều ngày tháng năm trời mà các bạn yêu cầu cái video cách mình học ngữ pháp, hướng dẫn cái cách mà mình dùng cái quyển sách mà gọi là quyển sách gối đầu giường của mình để học ngữ pháp vào cái hồi mà mình còn cấp 2 ấy. Đây là một cái cuốn sách mà mình luôn nhắc đến trong mọi video học tiếng Anh của mình từ trước đến nay trên cái kênh này. Thực sự là tất cả những cái kiến thức ngữ pháp mà có trong đầu mình bây giờ ấy là tất cả là đều từ cuốn sách này mà ra. Và chung là đây là một cuốn sách mà kiểu bắt đầu của tình yêu ngoại ngữ của mình ấy. Thế là thực sự là mình rất là thích cái cuốn sách này. Có một cái điều đặc biệt nữa trong video ngày hôm nay là ngoài việc chia sẻ cái cách mình học cái cuốn sách này ngày xưa mình học như thế nào ra ấy, thì cái đoạn sau của video này thì mình cũng sẽ call với hai bạn subscriber của mình, hai bạn follow của mình trên Instagram để mình có thể lắng nghe một chút cái chia sẻ của các bạn, những cái khó khăn mà các bạn ấy gặp khi học tiếng Anh, và mình đưa ra một vài những cái lời khuyên trên cương vị là một người đã từng học tiếng Anh khá là lâu và kiểu như một người bạn thôi. Đây là một cuốn sách khá là dễ hiểu và rất tốt cho việc tự học. Ngày xưa khi mình học sách này ý, là mình tự học. Và ở cuối video ngày hôm nay mình cũng sẽ giveaway 4 cuốn sách này bản dịch tiếng Việt cho mọi người. Mình mới đặt trên Shopee xong thì thể lệ như thế nào mà có thể xem ở cuối video nha. Chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi chứ không phải là dạy ai cái gì hay là bảo các bạn phải làm này phải làm thế kia, thì không, hoàn toàn là không phải nha. Mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi và cách mình học cá nhân mình thôi. Nên là các bạn thử chỉ kiểu để tham khảo thôi chứ không phải là để bắt buộc phải làm theo hay là đây là cách đúng để học hay như thế nào nhá. Ok, vậy thì đây là cái quyển English Grammar in Use bản tiếng Anh. Cái quyển mà mình sẽ giveaway là bản tiếng Việt nhá, bản dịch tiếng Việt nhá. Thì quyển đấy học bằng tiếng Việt thì mình sẽ tiện hơn cho mình rất là nhiều. Nhưng mà hồi xưa ấy thì chính xác là mình học bằng bản tiếng Anh này. Thì hồi đấy học cũng kiểu khá là vất tại vì là phải tra tù nhiều ấy. Thì đầu tiên nhá, đây là một cuốn sách này để mọi người có thể tự học này. Nhìn ra có tất cả những cái kiến thức cơ bản nhất từ các thì này, rồi không chỉ dừng lại các thì mà có thể là có những cái cấu trúc ví dụ bị động này, bị động này, tất cả những cái kiến thức tiếng Anh cơ bản về ngữ pháp mà mình cần thì trong cuốn sách này đều có cả. Thế đây mình có thấy sơ sơ là ở đây có 145 chương. Thì cách hồi xưa mình học ý là mỗi khi mình học một cuốn sách ý, thì mình sẽ luôn luôn cố học từ đầu đến cuối, tại vì nó giống như kiểu là một cái giáo trình để mình theo ý, đặc biệt là khi mình tự học. Thì ví dụ nó có 145 chương thì mình sẽ đặt mục tiêu ra, ví dụ một ngày mình học một chương hả, thì thực chất là một chương khá là ngắn ý, nên là mình có thể một ngày học một chương là rất là thong thả, rất là nhẹ nhàng. Thì trong vòng 145 ngày mới có thể xong cuốn sách này, đúng không? Nhưng mà nếu bạn nào mà muốn đẩy nhanh tốc độ hơn thì có thể là một ngày học 1 đến 2 chương song song với việc là đây là ngữ pháp, song song với việc học từ mới ở bên ngoài nữa, từ những quyển sách khác nữa, thì mình nghĩ là một ngày học 2 chương đến 3 chương là cho bạn nào mà đã khá khá tiếng Anh rồi. Cứ như là tùy cái trình độ và tùy cái cảm nhận của mỗi người ấy. Ví dụ như bạn thấy là học 2 chương là đủ rồi, là đủ mệt rồi thì ok, học 2 chương một ngày thôi. Còn nếu bạn thấy là mình thấy học 3 chương thấy cũng ok, thấy cũng ổn ý, thì có thể học càng nhiều càng tốt. Và mọi người nhớ là ôn lại nhiều nha. Sẽ mở sách này này và sẽ là unit 1. Đây là một cái unit về thì hiện tại tiếp diễn ha. Ok, thì bạn sẽ thấy là ở đây người ta sẽ có đề mục này, thì gì này, rồi mình sẽ thấy là đầu tiên sẽ cho một cái ví dụ này, rồi mình sẽ được giải nghĩa tại sao người ta cho cái ví dụ này, ví dụ này có nghĩa là gì này, và sẽ người ta cho mình biết là cái lý do người ta cho mình cái ví dụ này là để mình hiểu được cái cách sử dụng cái thì này, kiểu như vậy. Thì khi mình học cái cuốn sách này mình luôn luôn có một quyển vở, tại vì là học lý thuyết mà, thì mình phải ghi lại ra, phải ghi chép lại thì mình mới nhớ được ấy. Là một cái ví dụ mình đã thử take note lại, như giống như hồi xưa mình đã từng take note ý, để cho mọi người xem nha. Đây là ví dụ đề tên unit này và bên dưới mình sẽ dịch thành tiếng Việt này, thì hiện tại tiếp diễn này, I am doing, ok. Những cái gì mà quan trọng sẽ viết bút đỏ. Và đây là ví dụ này, chép lại từ trong sách ra thôi để mình kiểu mình nhớ hơn ý. Và đây là dịch tiếng Việt này. Hồi xưa thì mình phải làm như này nhưng mà bây giờ thì sách mình đã dịch xong mình bằng tiếng Việt rồi ấy, nên là mình nghĩ là sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng bạn nào mà thích nhiều cái lâu thì có thể là chép ra một lần nữa. Ok, tiếng cái màu xanh này sẽ là cái gọi là gì nhỉ, cách dùng của thì này nhá. Ví dụ như là những cái mà nó kiểu mang tính lý thuyết, ví dụ như là
Cái này có nghĩa là cô ấy đang lái xe tại thời điểm nói thì hành động chưa kết thúc. Nghĩa là hiện tại tiếp diễn này nó là để diễn tả những cái hành động mà tại thời điểm nói hành động chưa kết thúc đúng không? Đấy, thì cái này mình sẽ viết xanh này. Và đây là sẽ có những cái kiến thức tiếp này. Rồi nói chung là mình cái phần take note này khá đơn giản, mình chỉ kiểu gần như là chép lại sách nhưng mà chép lại theo cái cách hiểu của mình và theo cái giọng văn của mình ý. Đó thì khi mà mình chép lại như thế này thì mình thứ nhất là mình có thêm một lần nữa mình được ghi nhớ lại này. Thứ hai là mình kiểu như là mình học trong sách rồi mình sẽ ghi lại theo cách mình hiểu ấy. Mình nghĩ là sẽ nhớ lâu hơn và hiểu sâu hơn. Mỗi thầy thử cách chép lại như thế này nha. Và mình cảm thấy như là cái việc mà chép lại như này mình sẽ học một cách chủ động hơn ý. Đó. Và khi mình làm bài tập xong thì mình sẽ có một cái bước rất là quan trọng nữa là biết ghi lại lỗi sai. Tại vì đối với cá nhân mình khi mình học thì cái việc sai và cái việc ghi nhớ lỗi sai là một trong những bước rất là quan trọng, kiểu như một trong những bước quan trọng nhất luôn để mình không sai nữa. Và mình có thể ghi là lỗi sai thì lỗi gì này, tại sao sai này, sai vì cái gì này. Và nếu mà mình không biết tại sao sai thì mình sẽ đánh dấu lại để hỏi ai đó hoặc là lên mạng tra. Đó, thì đây là một cái ví dụ sơ sơ của mình. Và có một cái nữa mình thấy khá là hay là chính là cái mục lục ấy. Khi mình cho mọi người xem hồi nãy nó sẽ có từng unit một đúng không? Thì sau khi mỗi ngày mình học unit này thì mình sẽ tích này. Tích 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 thì đến unit 20 mình tích này. Mình tích tích hết rồi mình dần dần khi mình học hết quyển sách này thì mình sẽ thấy là mình được tích hết tất cả những cái unit đây thì mình thấy là có thêm động lực học các thứ. Sau khi mình đã nắm được ngữ pháp rồi, mình đã hiểu được ngữ pháp rồi, mình đã hiểu được là cái thì này, cái cấu trúc ngữ pháp này sử dụng như thế nào rồi và sử dụng trong trường hợp nào rồi, thì mình bắt đầu đến cái bước mà gọi là quan trọng kinh khủng, quan trọng cực kỳ ấy, và chính là bước thực hành exercises đây. Mình rất thích quyển sách này tại vì là lúc nào sau mỗi từng unit nó sẽ có một cái bài luyện tập ngay lập tức, và những cái bài luyện tập này rất là sát, rất là kiểu nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là gọi là gì ta? Nó rất là đơn giản và nó rất là đúng trọng tâm ấy. Nó chỉ có một trang luyện tập rất đơn giản này thôi và nó sẽ sang ngay cái chương tiếp theo là chương 2 sang một thì khác luôn. Thì mình như mọi người thấy là cái việc học một chương khá là đơn giản, khá là nhanh, chỉ có đúng hai trang A4, chỉ là học lý thuyết này, xem tất cả những cái ví dụ này, rồi từ nào chưa biết thì tra hết ra này, rồi sau khi mà hiểu được lý thuyết rồi thì bắt đầu là sẽ lên làm bài tập, làm bài tập xong rồi sẽ check đáp án xem là sai ở đâu, như nào, rồi mình sẽ nghỉ thôi, thế là xong, lại sang chương tiếp theo và cứ làm như thế cho đến hết 145 chương. À, có một cái mẹo nhỏ nhỏ ấy mình hay áp dụng hồi xưa là khi mình tự học như này thì phải công nhận là có những lúc mình rất là khó hiểu, mình không hiểu ấy, thì mọi người có thể là lên mạng tra. Ví dụ như là mọi người có thể lên mạng, mình rất là thích cái việc tra Google và tra trên YouTube. Ví dụ như là thì hiện tại tiếp diễn này mình không hiểu thì mình sẽ đọc, mình không hiểu, đọc sách này vẫn không hiểu thì mình sẽ lên YouTube mình tra là thì hiện tại tiếp diễn thì sẽ có những cái thầy cô người ta sẽ giảng cho mình luôn ấy, thì mình sẽ xem thầy cô giảng, à rồi mình đọc lại sách, à thế mình lại kiểu hiểu được hơn ấy. Thì đấy, mọi người có thể kết hợp cái việc học sách này với cả tra mạng, tra các thứ trên mạng, tìm các những cái nguồn kiến thức khác nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi điện cho hai bạn follower của mình nhá, để xem các bạn ấy sẽ có những cái thắc mắc gì, có những cái khó khăn gì nhá. Ok. Mình đang là sinh viên năm 3. Tình trạng của mình là mình bị mất cân bản á. Mình chỉ biết những cái thì cơ bản thôi. Chỉ biết cái thì cơ bản như tại đơn, có số đơn này kia thôi. Rồi mình yếu từ dựng, rồi không có biết cách phân biệt mà tính danh động trạng từ này kia. Nên là mình luôn luôn phải kiểu như là lạm dụng Google dịch đó để mà học tập. Mình muốn viết cho một câu gì đó nhưng mình có từng nghĩ đến cái câu đó bằng tiếng Anh luôn nhưng mà mình không tự tin á. Mình đọc sách giáo khoa hay này kia mình cũng phải sử dụng Google dịch là nó gây cản trở cho việc học của mình á. Thì cái đầu tiên là về ngữ pháp ý. Đấy thì mình cũng có giới thiệu cho bạn cái quyển sách English Grammar and Use này, rất là cơ bản. Chỉ cần cố gắng là học hết tất cả những cái chương trong cái quyển sách này là có thể phải dùng từ nằm lòng nó, dù phải dùng từ gì nhá, phải dùng từ gọi là kiểu như mình và sách thuộc với nhau ấy kiểu đấy. Nhưng mà cuốn sách đó là có bài tập không không hay
Có, chắc chắn là phải có bài tập thì sách đề mới có hiệu quả. Có bài tập và có đáp án để bạn có thể kiểu đối chiếu với nhau ấy. Đấy là căn bản là phải nắm chắc ngữ pháp. Đúng rồi, chuẩn chuẩn chuẩn. Nhưng mà ý là mình không biết học từ vựng thì phải học như thế nào, như là một ngày học bao nhiêu đó từ, thì những từ đó nó phải có liên quan gì tới nhau không, hay là học học tìm những từ đó ở đâu, những từ liên quan tới đời sống hay liên quan tới cái chủ đề gì á. Thì về cái phần từ vựng ấy, cái cách mình học hồi xưa là học lại tất cả những cái kiến thức trong sách giáo khoa, những cái từ trong sách giáo khoa cấp 2 và cấp 3, là những cái từ rất rất, rất là cơ bản, gọi là thực sự thực chất ý, để bạn nói chuyện kiểu giao tiếp thường ngày với người nước ngoài ý, thì mình chỉ cần độ kiểu mấy nghìn từ thôi. Nên là nhiều khi mình học hết tất cả những cái từ trong sách giáo khoa cấp 2 và cấp 3, nghĩa là từ lớp 6, lớp 9, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11, 12 này, mình đã có đủ kiến thức để giao tiếp cơ bản rồi. Nên là mình khuyên bạn là học tất cả lại những cái sách giáo khoa đó. Và về phần luyện tập ý, thì sẽ dùng những cái quyển sách tham khảo, ví dụ như là quyển sách của cô Mai Lan Hương này, mình sẽ tìm link và gửi cho bạn nhé. Hoặc là chúng mình nghĩ là sách nào cũng được ý, nghĩa là hồi xưa mình hay hay làm mấy cái sách kiểu là ví dụ như mình học xong một unit đúng không, xong rồi cái mình sẽ sang sách bài tập ấy để mình làm đúng cái unit Có đó. mấy cuốn sách Excel này kia đó, Kiểu có kiểu một kiểu cái đấy, cuốn sách bài tập riêng á. đúng rồi, chính xác, chính xác là nó đấy. Đấy thì để mình kiểu là đã học một lần lý thuyết rồi, mình sẽ phải được thực hành cái lý thuyết đấy, chứ không bao giờ nên học là chỉ học lý thuyết không thì nó không có một cái ích lợi gì cả. Mình thường bị mắc một cái sai lầm ý, là mình ép bản thân quá ấy, kiểu như là mình lúc nào muốn nhanh nhanh nhanh, phải giỏi thật nhanh ấy. Sau mình nghĩ là mình học kiểu 150 từ, 300 từ một ngày kiểu đấy. Học nhồi đúng không? Thì nói chung là nó có tác dụng trong thời gian ngắn ý, nhưng mà nó không, nó khiến mình stress, với cả nó lại khiến mình dễ nản ý. Ý là mình không biết là những cái bạn học giỏi tiếng Anh á, tại vì cái đứa bạn mình mà học giỏi tiếng Anh á, có những từ chỉ nó chỉ nhìn một cái thôi là nó sẽ nhớ luôn á. Đúng Nhưng rồi. mà mình kiểu như là bây giờ bữa nay mình học 10 từ đây mình nhớ lắm nha, nhưng mà qua hôm sau mình lại quên á. Lúc mà mình thêm thêm 10 từ khác vô thì mình lại quên cái từ của bữa trước. Tôi hiểu, rất hiểu cái đấy, tại vì là cái cách mà các bạn kia nhớ cái từ đấy, tại vì các bạn ấy quá quen với cái ngôn ngữ rồi. Ví dụ như bây giờ mình nhìn một từ tiếng Việt thì mình rất là dễ nhớ, bạn hiểu không? Kiểu kiểu như thế á. Còn bây giờ đối với những người mới ấy, thì mình phải được nhắc đi nhắc lại, mình phải được quên đi rồi mình lại phải được nhắc lại lần nữa thì mình mới có thể nhớ được nó lâu. Kiểu những cái từ thông dụng ở trên mạng này nọ mình cũng dễ nhớ tại vì mình cứ thấy nó ngoài. 20 từ này rồi này. Hôm nay hôm sau là việc đầu tiên mình làm sẽ là ôn lại 20 từ hôm qua. Xong mình học 20 từ tiếp theo. Xong rồi ngày hôm sau nữa thì mình có thể là kiểu lướt lại cái 20 từ đầu tiên này, xong lại lướt lại lần nữa 20 từ hôm qua học này, xong rồi lại mới đến 20 từ của ngày hôm nay, kiểu như thế. Thế lúc nào mình cũng trong tình trạng là ôn lại rồi kiểm tra lại xem là mình còn nhớ cái kiến thức mà tuần trước mình học không, kiểu kiểu như thế. Mình muốn biết cái cách mà phát âm á, như là bạn tập rồi là như thế nào, tại vì dù có những cái từ mới á, bạn chưa từng theo giờ, nhưng mà bạn có thể là cái cách đọc của bạn không phải là chính xác, nhưng mà nó nghe nó chuyên nghiệp. mình Cái không này biết phải nhìn vô cái từ đó đọc như nào. thì thực sự là cần thời gian. Mình phải tiếp xúc với ngôn ngữ đấy nhiều thì mình mới biết được cách đọc như nào ấy. Kiểu như là ngay ở khi mình không biết cái từ đấy, mình cũng sẽ đoán được nó đọc như thế nào ấy. Đúng rồi, cái kiểu như là bạn nói đó, mình lại không biết nhưng phải kiểu xử lý sau khi gặp một cái từ lạ quá đó. Mình chưa từng nghĩ đến cái trường hợp này. Tại vì kiểu như là mình cứ học 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 nhiều ấy, xong nó đến với mình một cách rất là phản xạ ấy. Mày hiểu không? Nghĩa là khi mình học một cái từ mới ấy, thì mình phải luôn luôn chú ý là mình học đúng cái phát âm của từ đấy, và mình học một đống từ mới. Thế nên là mình trong não mình nó tự biết ra được là cái tiếng Anh này thì cái từ này nó sẽ phát âm kiểu kiểu dạng như thế nào ấy, hồi bé ấy.
Mình thích rất là thích xem YouTube, lúc mà mới xem YouTube ấy, rất là thích xem của một cái chị nước ngoài này. Mình thích đến nỗi mà mình xem hàng ngày, mình xem đi xem lại một video đấy. Xem đi xem lại một đống, kiểu như là có chị có tầm 3 4 cái video mà mình siêu thích. Xong mình cứ xem đi xem lại ấy, mà kiểu đến mức là mình nhớ được là chị ấy sắp định nói cái gì tiếp theo ấy. Mình nhại Là theo. theo cái tông giọng rồi cái Đúng không? accent các thứ đúng Ừ. không? Mình nhớ là hồi xưa mình rất là hay kiểu chị đấy có quay một cái video kiểu morning routine ấy, xong rồi chị kiểu đánh răng ấy, xong chị kiểu brush my teeth đúng không, xong chị kiểu em brush em brush em brush, xong rồi mình kiểu cả ngày mình cứ em brush em brush em brush kiểu thế. Tại vì hồi đấy trẻ con nữa nên là học nó dễ hơn, kiểu mình tự thích từ ngay từ từ đầu ấy, nên là bây giờ thì mình lớn rồi mình biết là cũng khó rất là nhiều. Mình học tiếng Hàn cũng rất là khó, bây giờ rất là khó, mình cảm thấy kiểu mình không đam mê như hồi xưa nữa. Nhưng mà bạn có thể là thử xem nhiều những cái mà nên xem những cái chủ đề mà bạn thực sự là quan tâm ý. Đúng rồi, với lại kiểu như là mình muốn là tại vì mình nhìn những người nói tiếng Anh giỏi hay này kia đó mình ngưỡng mộ, nên là mình không muốn lúc nào cũng đi ngưỡng mộ người khác, thì mình cũng phải cố Thôi, thôi. Rất là inspiring. Đúng rồi, gắng. kiểu mình cũng có cảm giác y hệt với các chị giỏi tiếng Hàn mà, nên mình rất hiểu ấy. Và mình cũng đang rất mệt mỏi chuyện đi kiểu ôi chị ơi làm nào mà chị giỏi thế này, rồi câu cửa miệng của mình ở bên Hàn ấy là hăng cung mà chẳng một thều, nghĩa là cháu không giỏi tiếng Hàn, em không giỏi tiếng Hàn ạ, kiểu để nói với người ta, để cho người ta biết là mình không giỏi ấy. Mỗi lần mình kiểu như mình gặp người nước ngoài mình cũng như vậy á, mình cũng học từ học giỏi tiếng Anh nghe Đó. kiểu Ừ đấy, kiểu câu cửa miệng của mình suốt 2 năm vừa rồi ấy là hắn không phải chẳng một xe, mình không giỏi, cháu không giỏi đâu các thứ. Xong người ta kiểu không giỏi mà, giỏi mà. Xong mình kiểu không không cháu không giỏi đâu, để kiểu người ta đỡ kỳ vọng từ mình ấy. Nhưng mà mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ đấy, và mình phải kiểu tự tin lên ấy. Và phải gọi là gì nhỉ, mạnh dạn hơn, tại vì là mình phát hiện ra là mình nói được nhiều hơn mình nghĩ. kiểu cái nhưng mà cái cảm giác mà tại trước đó có một lần mình đi Thái một mình thì ở trên tàu điện á có một cái chú đó người người Pháp hay gì đó, nhưng mà chú đó đúng là tưởng mình người Thái nhưng mà sau đó mình nói tiếng Anh lại, thì chú nó cũng hỏi đơn giản thôi, thì mình cũng trả lời đơn giản thôi, nhưng mà cái cảm giác mình giao tiếp được với người ta mình đi cho Kiểu như mình nói được mà chẳng qua là mình sợ ấy. Đấy như là mà cái cảm giác là mình lại tự tin khi mà ở bên một cái nước mà nó ở Việt Nam thì chắc mình hơi ngại. tại vì là mình bị đặt trong hoàn cảnh là mình phải nói thôi, kiểu thế. Như Mà là lúc nói được rồi thì tất nhiên là cũng không phải giỏi xuất sắc gì, nhưng mà mình cảm thấy được thành đúng rồi, nghĩa là mình tựu. làm được cái mà mình nghĩ là mình không làm được. Ok, chúng ta cùng cố gắng nha. Để trong tương lai, một người sẽ chém tiếng Anh như gió, một người sẽ chém tiếng Hàn như gió. Dù một tương lai tươi sáng. Yes. Bây giờ mình sẽ phải đi nói chuyện với một em khác. Nên là cảm ơn bạn rất nhiều nha. Bye Ok, cảm bye. ơn bạn nha. Bye. Bye bye. Ngủ ngon nhá. Bye Bạn không vậy. bye. Hello. Không, Hello không cần chị. bật cam đâu, không không cần bật. Trời ơi. Hôm nay có một vừa chị vừa nói chuyện với một bạn trong bằng tuổi chị. Và bây giờ sẽ là một em nhỏ hơn chị nha. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 2006 ạ. 206 á? Trời ơi. Kém tôi 6 Năm nay em lớp 9. Oh my god, trời ơi, mình già vậy rồi sao? Chị thấy hồi lớp 9 chị vẫn như ngày hôm qua vậy em ạ. Mà không ngờ là 6 năm. Trẻ mà. Ừ nhưng mà 2K6. Oh my Hỏi chị là chị tư vấn cho em mấy cách học từ và cách giao tiếp tốt đấy ạ. Em thật sự em hơi ngại với phần đấy. Ok, nghĩa là em đang gặp vấn đề khó khăn trong việc học từ vựng đúng không? Và Học từ vựng thì em thấy khó nhất là khoản nào nhỉ? em thấy khó nhất là mấy cái khoản như kiểu là
phân biệt những cái như kiểu đại từ, danh từ với cả đọc những cái từ dài ạ, và nhớ những từ đấy. Thì cái về cái cách phân biệt ý, nghĩa là em chưa biết phân biệt cái mấy kiểu là cái nào là động từ, cái nào là danh từ, cái nào là tính từ đúng không? Rồi, à ok. Có những em có thể lên mạng tra nhá. Lên mạng tra cách phân biệt thì nó có những cái quy tắc nhất định. Nhưng mà nó không áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, hiểu không? Nên là trước hết là chị cái việc đầu tiên em làm là em lên mạng tra. Đây cũng là một cái mẹo mà muốn nói với tất cả mọi người luôn, mà nó không phải là một cái mẹo mà nó thực sự là ai cũng biết là nên làm, nghĩa là lên tra Google, tại vì nó miễn phí. Từ hồi xưa luôn chị học ấy, chị tra Google như điên luôn em ạ. Trời ơi, tra Google nhiều lắm ý. Là cứ chị không biết cái gì là chị lên tra. Ví dụ như chị giống như em ấy, chị không biết cách phân biệt danh động tính từ, lên mạng tra. Và thực sự là nó có nhiều thông tin hơn là mình nghĩ ấy. Nên là đầu tiên là em lên mạng tra những cái cách mà người ta dùng để phân biệt danh động từ tính từ nhá. Đấy. Ok, chị hỏi em một câu nhá. Là không biết em có chắc ngữ pháp không? Em tự cho thấy mình có thể Ngữ chắc. pháp thì em có thể là từ cái lúc mà đến đây khoảng 2 năm nay thì em có thể chắc là em đến 80% ạ. Ok, rất là tốt. Wow, ok, được. Rất tự tin. À, em nói một cách tự tin đấy, chị biết là em chắc rồi. Ok. 80%. Thế thì em gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp, nghĩa là không có từ à, hay là như thế nào? Là từ cái mà em thiếu vốn từ ấy ạ. Thế là trở nên cái giao tiếp của em đấy yếu kém đi ấy. Nghĩa là em không thể hiện được những cái gì mình muốn nói à? Vâng, đúng đúng thế ạ. Giống chị đang học tiếng Hàn đấy. Với chị cũng vừa kêu với bạn kia là giống tớ đang học Em tiếng cũng đang Hàn. học tiếng Hàn đấy chị. Tại vì chị cũng đang học tiếng Hàn mới ấy, chị hiểu kiểu kiểu cực kỳ hiểu tất cả mọi người cảm giác học tiếng Anh lúc mới như thế nào ấy. Chung là câu trả lời nó nằm trong trong câu hỏi đấy em ạ, tại vì là thiếu thiếu từ vựng nên là mình mới không nói được thôi. Thứ hai là để nói chuyện một cách tự nhiên ấy thì mình phải nói nhiều. Thì không biết là em có biết không, mà chị là một đứa gọi là rất là giỏi tự độc thoại. Và Em tưởng kiểu đứng trước gương xong rồi kiểu độc thoại ấy. ôi chị độc thoại bằng tiếng Anh nhiều lắm ạ. Hồi hồi xưa ấy chị cứ kiểu chị cứ nói lúc mà chị tìm đồ ấy, hay là chị kiểu ở nhà một mình, hay là chị kiểu như nào chị cứ tự nói tiếng Anh một mình ấy. Ngày xưa, tức là ngày xưa thì em có một quãng thời gian em mê tiếng Anh từ hồi lớp 5 tuổi chị ạ. Tức là em mê lắm ấy, nhưng mà đến cái cuối, gần cuối em tiểu học thì em bị mẹ em bắt ép nhiều quá, thì em kiểu quay ra phản đối, thế nên là tiếng Anh của em bắt đầu kém đi ạ. Xong rồi em cũng ở nhà em cũng kiểu nhiều lúc kiểu độc thoại, không không có bạn bố mẹ thì em rất là kiểu độc thoại tiếng Anh rất là nhiều, nhưng mà có bạn bố mẹ em im lìm luôn ấy. Chuẩn, phát huy cái việc nói chuyện một mình bằng tiếng Anh. Đó. Và cái thứ hai là em có hay xem vlog bằng tiếng nước ngoài không? À, bằng tiếng Anh không? Em có, em thường kiểu xem mấy kể cả viết Việt Nam thì em thường mở sách lên ạ, mở sách tiếng Anh lên ạ. Được. Chị nghĩ là khi mà em xem, vừa nãy chị cũng có chia sẻ cái tip này với bạn kia ấy, là em xem một cái vlog tiếng Anh nào đấy nhá. Ví dụ như em cảm thấy em rất thích cái vlog này chẳng hạn, em thấy là em ưng cái vlog này, thì em có thể lựa chọn nó là một cái vlog mà em xem nhiều lần. Tại vì là lần đầu tiên mình xem là mình tiếp thu cái nội dung của cái vlog đấy, nghĩa là mình xem kiểu để mình giải trí ấy. Cái lần thứ hai mình xem lại thì mình sẽ bắt đầu mình biết cái vlog này nó nói về cái gì rồi, nên mình sẽ nghe tiếng Anh nhiều hơn, hiểu không? Đến lần thứ ba thì mình Vâng sẽ ạ. kiểu là càng ngày thì cái tiếng Anh của cái vlog nó sẽ càng ngấm vào mình ấy, và nó vốn dĩ là một cái nội dung mà mình khá là ưng, mình khá là thích rồi, nên là mình sẽ không bị chán quá là nhanh, em hiểu không? Đấy. Và chị nghĩ là em nên thử cái cách là xem một vlog lại một vài lần. Nhiều khi mình xem nhiều 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 vlog khác nhau ấy, mà nhưng mà cái những cái từ mình học được hay những cái cấu trúc mình học được nó cứ đi qua này, nó cứ từ tay này qua tay kia ấy, nó không động lại gì ấy, nên là lại thành ra là mình không phải đang học mà mình chỉ đang chơi thôi. Chị nghĩ là em có phản xạ tiếng Anh khá tốt đúng không? Vâng, nếu 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 phản xạ thì em cũng gọi là tầm trung chị ạ, hơn khá khá khá. À, thế tốt rồi, trời ơi, mới có lớp 9 thôi, được. Cuối này phát huy nhá. Ôi. Thế thì chị chỉ có một lời khuyên cho em là chị nghĩ là bây giờ về cái khoản, nếu mà cứ cái đà này thì em sẽ không lo về khoản phát âm và về khoản giao tiếp đâu.
Nhưng mà để mà giao tiếp tốt ý, thì mình phải chắc ngữ pháp, nên chị muốn là nếu mà em chị nghĩ nhá, là nếu mà em có thời gian ý, thì em nên ôn lại ngữ pháp thật là kỹ, để mà từ cái 80% của em nó phải lên 100%, thì rất là có ích này. Thứ hai là từ vựng, bây giờ em đã có phản xạ rồi, em chỉ cần từ vựng thôi em sẽ có thể chém được. Trời ơi, em thì chị nghĩ là không có nhiều thứ để nói đâu, tại vì em đã khá tiếng Anh rồi, chị cảm giác như thế. Nhưng mà em vẫn kiểu hối hận là ngày xưa em tự nhiên lại bỏ một quãng thời gian thế. Thì bây giờ em tập trung vào, thì để em của 2 năm sau sẽ không phải nói lại là em hối hận, vì bây giờ ở Ngân của lớp 9 lại lại không tập trung các thứ, đúng không? Đấy, nên là em của tương lai tự hào với em. Còn em của quá khứ thì thôi, để nó chơi đi. Trời ơi, lớp 6, lớp 7 để chơi là được, đúng rồi. Bây giờ tập trung học là được rồi. Chị biết trường chuyên Nguyễn Trãi ở Hải Dương không ạ? Có. Ừ. Em định thi trên toán chị ạ. Trời ơi, em học giỏi toán à? Vâng, thế vì lúc lúc đầu là thật sự là cái hướng mà em bị bẻ lái sang không phải là vì em bị bắt ép quá, mà là bố mẹ em cũng cho em học toán. Xong rồi kiểu qua đây học Anh, thế là em mới Thế bẻ á? sang từ đấy. Vâng. Trời ơi, em là một học bá. Trời ơi, tôi chọn nhiều người rồi. Đáng ra tôi lại chọn nhầm mà học bá như này thì tôi giúp được cái gì nữa? Nhưng mà em lại thiên về tự nhiên hơn xã hội chị, chứ với môn sử để đầu óc em kiểu không có một chữ gì. Rồi, tôi hiểu rồi. Học bá đây rồi. Anh em kiểu này thì em cũng phải thế, hoặc hơn kiểu này thế. Nghĩa là cái lý do mà em cảm thấy là mình học cũng khá khá, tại vì là bị áp lực từ bé, đúng không? Là Vâng, phải như thế áp này như lực từ thế bé kia, đúng ạ. không? Vâng. Ok, thì hiểu rồi. Đấy thì em nghĩ là cái bí quyết khiến cho mình kha khá trong cái việc học ấy là gì? Chị có thể là chia sẻ cho các bạn một chút được không? Em nghĩ là đầu tiên tự đặt áp lực bản thân chị ạ. Chính xác. Chị cũng Căn thế bản này. là bản thân em là một cũng là một đứa hiếu chiến ạ. Kiểu Được đặt kiểu đấy. là phải 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 đặt ra cái mục tiêu này, kiểu là giữa kỳ này em đặt ra mục tiêu gì ấy, xong rồi em mới hôm nay thông báo điểm là kiểu cũng không được đạt cái mức điểm đấy. Em muốn em kiểu ngồi thẫn thờ một lúc ấy chị ạ. Chị hiểu. Chị cũng thế mà. Chị có nhiều lần chị khóc trên lớp rồi ấy. Nên là Hôm nay em khóc nha. Kiểu cái điểm đấy kiểu nó không đúng cái mức mà Mình kiểu có thể em làm dự được, đoán, xong rồi đúng không? và xong rồi em bị trừ không một điểm hay 0,01 điểm chị ạ, nó mới tiếc vì Chị bệnh hiểu cầu mà. thả. Chị hiểu. Ôi, bệnh cầu thả. Đây, chính tôi đây. Trời ơi. Đó thì, thế thì đây là một cái mà chị muốn chia sẻ với các bạn mà các bạn còn đi học ấy, mà giống như bằng độ tuổi em chẳng hạn, mà cũng hay hỏi chị làm thế nào để được điểm cao, rồi làm sao mà chị được điểm thế này điểm thế kia, rồi làm sao mà chị có thể thi vào chuyên này thi thế kia ấy. Thì thực chất là cái mặt đặt áp lực cho bản thân là cái rất quan trọng, một trong những lý do chính. Nhưng mà em cũng lười lắm chị ạ. Chị cũng lười mà, chị chỉ sợ trượt thôi. Trời ơi, cố lên nha, sau Vâng. này lại chém tiếng Anh như gió cho xem, còn vừa vừa chém tiếng Anh vừa làm toán. Ghê quá, em tôi cố lên nha. Lại chị một ngày gần nhất. Ok, có gì cứ update cho chị nha. Ok, bye bye. Bye Bye chị. bye, bye bye. Ok mọi người, bây giờ sẽ là phần mà chắc là mọi người hứng thú nhất nhì trong video này. Đó chính là phần giveaway. Thì mình sẽ giveaway 4 cuốn sách English Grammar in Use bản dịch tiếng Việt. Và cách tham gia giveaway này thì rất đơn giản, chỉ cần like video này này, subscribe kênh của mình này, sau đó là share video này về Facebook cá nhân, và viết một vài dòng cảm nghĩ chia sẻ với bạn về video hay là về việc học tiếng Anh, hay là chắc là bạn thích gì mà bạn viết đấy, chứ mà cứ viết cảm nghĩ. Thì mọi người hãy share về trang Facebook ở chế độ công khai nha. Sau khi mọi người chia sẻ xong thì mọi người hãy copy cái đường link đó và quay trở lại cái video này để comment. Mọi người hãy comment họ tên bên cạnh là tên Instagram của bạn, và bên cạnh nữa là cái link Facebook, bởi vì là mình sẽ thông báo kết quả giveaway cho từng bạn qua Instagram nha. Vì mình sử dụng Instagram rất là nhiều. Bạn nào mà không có Instagram thì hãy ghi là không có Instagram để mình sẽ nhắn tin qua Facebook, nhưng mà thực chất là chủ yếu mình sẽ làm qua Instagram là nhiều. Nên là mọi người nhớ ghi tên này, tên Instagram và cái link bài chia sẻ nhá. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, subscribe và đăng ký kênh nhá. Cũng đừng quên ấn giờ chuông để nhận thông báo nữa.
Ok, bye bye. Hẹn gặp lại nha, bye bye. Instagram mình là Mây Chan nhá. Mây Chan 5 chữ N.